We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Đi con. Hôm nay là tuần học cuối cùng rồi cô chú anh chị ơi, học hết tuần này là em Chi sẽ được nghỉ Giáng sinh thôi mọi người. 8:20 sáng rồi đó cô chú anh chị. Ai vậy? Con. Chứ vậy hả? Đẹp dữ vậy nên bên coi. Ai với ai đây? People stickers. À. Dán cái hình tròn với hình vuông cho cái bụng đây đó hả? Cái này mẹ đoán chắc ba với mẹ với Chi quá. The stickers. Phải ba với mẹ với Chi không? Bữa nay vẽ tóc đẹp quá ta. Cái bụng Chi sao tròn do vậy? Rồi còn gì nữa? Evelyn made this for me as well. Evelyn tặng luôn đó hả? Evelyn làm gì vậy ta? Giống chiếc thuyền quá vậy? It's like the boat. So Evelyn said that this is my family that we climb on. We climb on. Rồi còn gì nữa không? Rồi bữa nay mẹ có bất ngờ cho Chi nè. Chi chuẩn bị chưa? Dạp cái cặp qua bên kia đi. Mình chỉ phải nhắm mắt lại. Ok. Không có hí hí nha, mình phải nhắm chặt luôn nha. Tần tâm ta đen. Đó gì biết không? Christmas flash. Đúng rồi. A little tiny bell. Đứng lên coi, đứng xuống mẹ coi. What is this? Is this for that? No, để cột lên tóc á. No, I want the bird to be here. Không biết rồi, giờ mặc vô nè. Thank you.
nay Kim mới đi về luôn hả cô chú anh chị, thì sáng ra đưa cho chị đi học á, xong rồi Kim vô trong thị trấn luôn mọi người. Kim định là không có đi đâu, định là đi vô trong đó kiếm gì mua tặng cho Tony đó cô chú anh chị. Tại vì tuần trước đó là Tony làm việc tại nhà cho nên là Kim chưa có đi mua cái gì hết trơn á, nhưng mà đi vô thị trấn cuối cùng đâu mua được gì đâu cô chú anh chị. Cuối cùng là cũng không mua được gì cho Tony hết cô chú anh chị, chỉ mua cho ảnh mấy đôi vớ thôi, với lại mua thiệp Giáng sinh cho ảnh. Tại vì Tony là mọi người thấy là ảnh hay mặc những cái đồ quần áo đắt tiền đó cô chú anh chị, phải là vô mấy cái shop hàng hiệu thì mới mua, nhưng mà Kim không có vô trung tâm Liverpool đó cô chú anh chị, cho nên là Kim không có mua cái gì cho ảnh hết. Kim mua được mấy cái nhỏ nhỏ cho mẹ chồng Kim, tại vì mẹ chồng Kim giống như là bị gọi là sao ta, có chứng bị bệnh trầm cảm đó mọi người. Thì mẹ đang mấy ngày nay mẹ đang không có được vui, mẹ đang rất là buồn, rất là giống như cảm giác bị tuột mút đó cô chú anh chị, lo lắng có một cái gì cái chút xíu là mẹ cũng lo lắng nữa. Cho nên là Kim mua một cái ít đồ nhỏ nhỏ cho mẹ vui. Đi từ hồi 9 giờ sáng cho đến bây giờ 2 giờ mấy rồi mới về tới nhà đó mọi người. Làm một cái ly trà uống. Xong rồi Kim sẽ cho mọi người xem hôm nay Kim mua được cái gì hả cô chú anh chị. Mua chỉ ít một ít xíu thôi hả cô chú anh chị. Nó mua chút xíu cũng là hai giỏ đó mọi người. Cà chua bi Kim mua trong chợ, bữa nay có chợ hả cô chú anh chị. Cái là dâu tây. Cái này cô chú anh chị biết bao nhiêu không? Chỉ có 1 đồng một hộp thôi, 3 cái là 3 đồng. Cái này ở trong siêu thị bán là cũng phải 6-7 đồng hả mọi người, bán một hộp 2 đồng mấy 3 đồng á, mà có mấy trái thôi, cái hộp là nửa ký luôn nè mọi người. Cái này Kim mua về Kim sẽ làm mứt dâu hả cô chú anh chị. Hôm nay Kim mua được nguyên một cái hộp tôm 1 ký luôn mọi người, 15 đồng. Cái cô đó sáng là Kim đến là có hơn 9 giờ thôi là cổ chỉ có một cái hộp tôm thôi, mà Kim dặn cổ luôn, Kim lấy Kim trả tiền luôn, Kim dặn cổ xong rồi Kim đi mua đồ, lúc về Kim ghé Kim lấy. Này hả mọi người, tôm rất là to, tôm rất là to luôn nè mọi người, rất là tươi, nhìn cũng tươi ngon lắm. 1 ký 15 đồng hả cô chú anh chị. Cái tay mới chạm vào mấy con tôm là có mùi rồi mọi người. Đây là hai cái áo Kim mua trong chợ luôn cô chú anh chị. Cái áo khoác len vậy đó đây nè. Cái này mặc trong nhà có một chút xíu màu đỏ cho có không khí Giáng sinh đó mọi người. Cô chú anh chị đoán thử cái này bao nhiêu tiền. Cái này là Kim mua trong chợ nha, trong chợ thì chắc chắn là sẽ rẻ. Kim mua hai cái giống nhau luôn cô chú anh chị đây nè. Cái này mặc trong nhà phải hả mọi người, thì Kim thấy rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Và cũng nói chung là nó cũng mềm mịn nè mọi người, không có bị ngứa. Thì Kim mua hai cái luôn, một cái cho Kim và một cái cho mẹ chồng Kim. Mẹ chồng Kim là không có mặc mấy cái mà có màu đỏ đỏ này đâu cô chú anh chị, này không phải là style của mẹ chồng Kim biết luôn. Nhưng mà Kim mua là tại vì cho nó có không khí Giáng sinh ha, để cho mẹ thay đổi style một chút xíu. Chỉ có 6 đồng một cái thôi cô chú anh chị, 6 bản Anh một cái, hai cái 12 bản Anh. Đó. Quà tặng không có cần phải mắc hay rẻ hả mọi người, tấm lòng là chủ yếu ha. Đây. Cho mẹ một cái. Nói chung á, mẹ Kim có rất là nhiều đồ luôn, tại vì mẹ thường cho đồ Kim mà. Nhưng mà lâu lâu mình mua đó cho mẹ vui của chú anh chị lắm. Với lại hôm nay mẹ Kim đang tâm trạng không có được vui đó, mua tặng mẹ cho mẹ có cảm giác vui là mẹ biết là con dâu đang nghĩ tới mẹ hả mọi người. Cái này là thiệp Giáng sinh Kim mua cho Tony nè. Đi cuối cùng là đi mua được cái thiệp thôi mọi người. Cái thiệp này nè, nó đổi màu nè, không gian nó đổi hình đó cô chú anh chị. Sao trong camera không thấy không biết. Nó có chiếu chiếu nè, giống như nó 3D vậy đó mọi người. Kim mua vào shop Kim mua thêm hai cái này nữa. Ở nhà Kim đã có 4 cái rồi, Kim mua thêm hai cái để trên bàn á, ăn á cô chú anh chị, xong rồi lót dĩa lên.
Đây là cuốn lịch 2024 đó mọi người. Trong đây người ta có một cây viết cho mình luôn nè, để mình ghi chú á, cái ngày nào là tới cái ngày đó là có cái sự kiện gì đó, để mình ghi chú vô mình không có quên đó cô chú anh chị. Family planner nè, lịch để bàn hay là treo tường cũng được mọi người. Kim có cái đèn cầy này nè cô chú anh chị. Cái đèn cầy này đốt xong những cái này nó quay 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 nè. Lúc nãy Kim thấy xin Kim mua luôn. Cái này người ta làm bằng người ta, cái này giống như là thân thiện môi trường hả cô chú anh chị. Người ta làm bằng giống như người ta làm từ đậu nành đó cô chú anh chị. Đây cuối cùng là Kim mua vớ cho Tony. Vớ cho Tony thôi, 6 đôi vớ. Nhà Kim có rất là nhiều khăn luôn rồi cô chú anh chị. Nhưng mà Kim mua tiếp tục mua thêm 6 cái khăn nữa. Cái khăn này là giống như khăn ăn hả mọi người. Đây nè. Chiếc này Tony về Tony thấy nữa. Đây. Hôm nay á, là giống như là sắp cuối mùa, sắp đến Giáng sinh rồi đó cô chú anh chị. Những cái này giống như người ta bây giờ người ta sale đó. Rẻ lắm mọi người, sale 50%. Kim mua cái này nè, để ngoài cửa. Kim mua hai cái này cho Chi nè. Cái nhà. Lại mua nhà nữa. Kim rất là thích những ngôi nhà luôn cô chú anh chị. Đây có nàng công chúa giống em Chi nè. Cái này giống như là Angel là cái gì, thiên thần hả cô chú anh chị, giống như thiên thần đây nè. Này để cửa sổ phòng Chi cũng được. Kim mua hai cái này cho em Chi. Cái này là bút vẽ kim tuyến. Đây bút vẽ kim tuyến. Em Chi có thể dùng cái này để vẽ thiệp Giáng sinh tặng cho ông bà nội hoặc là tặng cho bạn bè gì đó. Em Chi sẽ rất là mê luôn cô chú anh chị. Hôm bữa Kim đi nhưng mà Kim quên mua, cho nên là hôm nay Kim mua mấy cái dây này nè. Cái dây ribbon này nè mọi người, để cột vô những cái gói quà đó. Gói quà xong rồi cột lên. Đây. Cái ngôi nhà cây nấm này dễ thương quá chừng luôn, cho nên Kim mua nè cô chú anh chị. Bây giờ cái này chưa tới 1 đồng một cái, thì Kim mua 4 cái. Kim sẽ tặng bà nội 2 cái và Kim 2 cái, có màu đỏ và màu xanh ha. Kim mua 2 cái màu đỏ, 2 cái màu xanh, sẽ tặng cho bà nội 1 đỏ 1 xanh. Kim 1 đỏ 1 xanh. Trang trí cái thông Noel đó cô chú anh chị, rất là dễ thương luôn nè mọi người. Đây là một, cái này cũng là trang trí cái thông Noel. Cái này mua cho bà nội chị, ở trên đây có chữ bà nội nè. Cái này là chúc mừng Giáng sinh đến bà nội. Bà nội đang không được vui, tặng cái này cho bà nội vui. Với lại Kim kiếm cái cho ông nội nữa, nhưng mà không có tên của ông nội cô chú anh chị, cho nên là Kim mua cái này. Thì cái này để trống mình sẽ ghi tên cho trong đây ha cô chú anh chị. Cái này cũng là chúc mừng sinh nhật, oh no. Chúc mừng Giáng sinh, xong rồi mình ghi tên ông nội trong đây. Đó, hai cái này. Một cái này nè là mắc lắm nha cô chú anh chị. Cái này người ta làm bằng gỗ. Cái này gần bằng với cái áo luôn cô chú anh chị. Cái áo lúc nãy áo khoác mà có 6 đồng thôi. Một cái này gần bằng hơn phần nửa giá tiền của một cái áo của chú anh chị. Hai cái nè. Kim định để cái này ở ngoài cửa sổ nhà Kim mấy cô chú anh chị, nhưng mà thôi Kim tặng mẹ luôn. Ở trong những cái từ ngữ này nè, nó rất là có ý nghĩa ha mọi người, cho nên là Kim tặng mẹ luôn cho mẹ vui. Đây không phải là quà Giáng sinh hả cô chú anh chị, chỉ là một cái món quà thường ngày thôi. Tại vì quà Giáng sinh của mẹ Kim á là Kim đã có mua sẵn hết rồi mọi người, chuẩn bị rồi, cho nên là những cái này Kim không có gói quà, mà Kim sẽ để trong cái giỏ quà thôi. Kim không có gói quà. Quà Giáng sinh của mẹ là có riêng nữa ha cô chú anh chị. Thank you.
cái đàn cầy này rất là thơm luôn á cô chú anh chị. Look lovely. I got something for her. Oh, have you? Oh, thanks. Oh, thanks, sweetheart. Yeah. Oh. Some little thing. Oh, thanks, sweetheart. Yeah, give Granddad a kiss, darling. Oh. Oh, that's lovely, that kid. Thank you. You want to see? Yeah. See the looks of the boys? The lights look great. Yeah. Good. She okay? I saw something good in here. What's that? A fly. No. Úi, đẹp quá vậy. Ai làm á? Con. Con làm ở đâu? Ở trường hả? Ở đây mày coi. Cái thông nữa đó hả? Cái thông Noel nè, cô chú anh chị. Cái này ở trường. Có hình sẵn cho con rồi đúng không? Rồi xong con cắt ra đấy hả? Ai cắt? Mẹ con. Con cắt đó hả? So, today Santa send you some present. What's that? What is this? Maybe a letter from Santa. Con nói trước đây có gì? I haven't had an elf before. Rồi, còn gì nữa không? Two elves. Is this a boy or is this a girl? This one is different. Tại boy với girl mà. Rồi, còn gì nữa không? I never had an elf before. You have now. Chị thích không? Fairy with Christmas tree. Cái nhà đó, cái nhà này có angel nè, fairy nè. Chị thích không? Like it. Chị cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Chị khóc nha cô chú anh chị. Chị sợ là hai cái bạn này nè, yêu tinh hả cô chú anh chị? Hai bạn này là yêu tinh. Thì sẽ mét với ông già Noel á, là em Chi không có ngoan, Chi sẽ không được quà.
cho nên là em chỉ khóc. Bây giờ em chỉ hết khóc rồi nè. Hôm nay đi học mà sao mặc đồ đẹp dữ vậy ta? Hôm nay ở trường Chi sẽ có tiệc Giáng sinh hả cô chú anh chị? Christmas party. Em Chi này nè, mặc nguyên cái bộ đồ Giáng sinh giống già Noel hả cô chú anh chị? Tám giờ rồi hả cô chú anh chị? Vẫn còn tối. Trời gió nè, gió quá trời gió luôn đó mọi người. Gió điên đảo luôn. Mọi người coi gió bên ngoài nè. Trời mưa mà trời gió nữa. Ba của Chi đã về hôm qua của chú chị. Hôm nay ba Chi sẽ đưa Chi đi học. Thank you. Very funny. Thank you. When you pushed the kid off the stage, I really bought it as well. Chào các bạn, cô chú con đi ạ. Bữa nay chị ho nè, cô chú sáng ấm ấm cho uống thuốc rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng đi học hả mọi người. Nãy có gọi điện cho bác sĩ rồi, hẹn 10 giờ rưỡi. Thì bây giờ đưa chị đi học hả cô chú anh chị, một chút xíu nữa là sẽ lại đón chị tiếp. Đón chị để đi khám bác sĩ. Hello honey. Chào con bà, chào chị.
a song, Wishful Love. Yeah.